nhằm phát huy tinh thần đoàn kết, truyền thống tương thân tương ái. Thời gian qua, Hội Liên hiệp Phụ nữ thị xã Phú Mỹ chú trọng quan tâm đến các đối tượng yếu thế trong xã hội với nhiều hoạt động thiết thực và ý nghĩa, cùng mong muốn san sẻ yêu thương, gắn kết cộng đồng, lan tỏa những hành động nhân ái. Trong chuỗi hoạt động ý nghĩa này, chương trình gắn kết yêu thương tặng quà tại Trung tâm Bảo trợ Xã hội tỉnh cơ sở 1, xã Tóc Tiên, thị xã Phú Mỹ, nơi chăm sóc, nuôi dưỡng các bệnh nhân tâm thần nhẹ, diễn ra trong không khí vô cùng ấm áp. Đây là dịp để mọi người cùng đến thăm, giao lưu với các bệnh nhân, đem đến tiếng cười, niềm vui, giúp họ cảm thấy không đơn độc trong hành trình điều trị bệnh của mình. Bằng tấm lòng nhiệt huyết, tinh thần vì cộng đồng, dù không phải là những nghệ sĩ chuyên nghiệp, các chị em trong Hội Liên hiệp Phụ nữ thị xã Phú Mỹ đã tập luyện và mang đến những tiết mục văn nghệ đầy sôi động và ý nghĩa. Thì qua cái phát động phong trào thì được sự hưởng ứng nhiệt tình của cán bộ hội viên phụ nữ cũng như là quý mạnh thường quân. Thì qua phát động thì các mạnh thường quân cũng đã chung tay để thực hiện cái chương trình này. Và thấy cái chương trình này rất là có ý nghĩa đối với các cái thanh chủ đang nuôi dưỡng tại Trung tâm Bảo trợ Xã hội cơ sở 1. Chúng tôi muốn lan tỏa cái thông điệp là cho đi là còn mãi để cùng chung tay đối với các cái bệnh nhân cũng như là những người yếu thế trên địa bàn thị xã. Dịp này, Hội Liên hiệp Phụ nữ thị xã Phú Mỹ còn trao tặng hơn 500 phần quà, gồm sữa, bánh kẹo và nhiều nhu yếu phẩm khác. Mỗi phần quà trao tay là sự quan tâm giúp các bệnh nhân thêm vững tin và lạc quan hơn. Thực hiện điều này, Hội Liên hiệp Phụ nữ thị xã Phú Mỹ đã rất tích cực vận động sự chung tay góp sức từ các nhà hảo tâm trong và ngoài tỉnh, là cầu nối, kết nối những tấm lòng nhân ái trong cộng đồng. Nhiều năm qua, thì cô phối hợp với Liên Phụ nữ thị xã Phú Mỹ và phường Châu Phước. Năm nay cô cũng như là hai cái phối hợp để cô đồng hành vô thăm các bệnh nhân nơi này và tặng quà cho đem niềm vui cho mọi người. Cô mong rằng tất cả những người này, người bệnh và không có bệnh và nơi cải tạo đây sớm họ được trở về gia đình hạnh phúc và cầu các bệnh nhân này sớm được hồi phục. Thứ hai nữa là cô mong tất cả những cái món quà cô đưa đến niềm vui và hạnh phúc cho mọi người sớm họ trở về gia đình hạnh phúc cho gia đình họ. Hòa cùng không khí sôi nổi này, các chị em trong hội còn tất bật chuẩn bị tiệc buffet đa dạng. Thực đơn gồm nhiều món ăn nhẹ như rau câu, sữa chua, trái cây và các loại đồ uống, mang đến không chỉ bữa ăn ngon miệng mà còn tạo nên bầu không khí vui vẻ, ấm áp. Nụ cười rạng rỡ của các bệnh nhân chính là niềm vui đối với hội, là động lực mạnh mẽ để hội tiếp tục duy trì và phát triển những hoạt động ý nghĩa này. Thấu hiểu hơn về hoàn cảnh các chị em bệnh nhân tại trung tâm, hội còn chủ động tìm đến phòng riêng để thăm hỏi, động viên và chia sẻ. Mặc dù những phần quà trao tặng có thể không lớn, nhưng là tấm lòng và tình yêu thương giúp các chị em bệnh nhân cảm thấy ấm áp, phần nào được an ủi. Chúng tôi xác định đây là một trong những cái phương pháp trị liệu bằng cái hoạt động văn hóa nghệ thuật. Mình tổ chức cái chương trình giao lưu như thế này á, thì tạo cho các thân chủ ở đây á, họ cảm thấy họ tự tin hơn, rồi cảm thấy mình không bị bỏ rơi và họ cũng được hưởng thụ tất cả những cái hoạt động như những người bình thường. Thì như vậy thì giúp cho đơn vị có một cái điều kiện thuận lợi hơn, đó là tạo cái sân chơi, rồi coi như giúp cho đối tượng tự tin hơn trong cái cuộc sống. Thì ngoài cái hoạt động mà chung tay cùng với các cái trung tâm bảo trợ xã hội thì Hội Phụ nữ thị xã cũng có xây dựng các cái mô hình về phụ nữ tự lực trên địa bàn. Thì hiện nay là có 3 mô hình trên địa bàn, thì chúng tôi cũng cùng với địa phương chung tay góp sức để làm sao là đối với đối tượng là phụ nữ yếu thế để có những cái cơ hội để họ được tiếp cận những cái thông tin cũng như là những cái phần quà để người ta sớm khắc phục được những cái tâm lý cũng như là về bệnh. Chương trình khép lại trong không khí ấm áp, những nụ cười, sự quan tâm không chỉ an ủi các bệnh nhân mà còn góp phần xây dựng một cộng đồng đoàn kết, nhân ái. Hội Liên hiệp Phụ nữ thị xã Phú Mỹ một lần nữa đã khẳng định vai trò quan trọng của mình trong việc kết nối và chăm lo đời sống vật chất, tinh thần cho những đối tượng có hoàn cảnh khó khăn, yếu thế trong xã hội. Hy vọng rằng
tinh thần yêu thương và sẻ chia sẽ tiếp tục được lan tỏa, truyền cảm hứng cho nhiều hoạt động ý nghĩa trong tương lai, góp phần xây dựng một xã hội nhân ái tốt đẹp hơn.